mắt quyết giả, anh mới ra test một bộ hát VIP cho bác Phong ở trong Quỳnh Lam nhá. Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bộ hát này bao gồm đôi PV SV 2T, một con đẩy PS là A, 904 4 kênh đại dùng 2 kênh, một chiếc băng số DB S10, mic DB 55 một lớp. Mà cùng em bật nhạc nhá, cho test mặt sàn anh em cùng nghe. Lắp tay phone, nghe tiếng bass, tiếng chung để test nó bóng nhá. Đèn mơ giăng giăng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong đời những ngày thương tình lớn. Mây đen làm úa trắng gầy cho nên tiếng say mềm trường tình ngàn lời vu vơ vì người hay mơ dòng đời như thơ. Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng úa tàn trong giấc mơ dù bằng khoáng chữ ngờ. Phố đêm lạ loài hương yêu chìm đắm như hàng cây giã lành ướt mềm. Phố đêm chờ người phong sương chinh chiến từ lòng rồi có niềm hãy ước cho tôi mười ngón thiên thần, cho tôi mười ngón thiên thần để tôi dịu người tôi yêu, dịu người không yêu và người chưa. Alo vài câu anh em nhá. Trên dốc đá tôi tình cờ quen là ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến nhang mây như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ vui, tôi muốn nó lên tròn lời êm đềm kề tai em mà còn tin một người yêu em chưa lắng say xa gió núi. Xô sóng thôi tan vỡ mau nên tôi nghẹn ngào ôm cuộc đời và phần nén nói. Em ơi thời gian gần vui nào được bao mà khi Sài Gòn lòng ngày cô níu lên xa em rồi. Tôi nhớ em nhiều. Em ơi
xa đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai đây. Nghe nỗi tiếng gào thét giữa một sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Quá tuyệt vời quá chưa? Tiếng mít trong tròn, hút bay nhẹ nhàng, không có dít. Bây giờ phần 2, phần 3, em sẽ giới thiệu về cách sử dụng khai thác của Giàn Đao này nhé. Bây giờ là phần hướng dẫn bác nhá. Đấy, để em cho tắt ra đi, cho nhỏ xuống. Cái phần hướng dẫn này bác chú ý là cái mic nhá. Cái mic này em đang để vun lượng 24. Cái vun lượng của mic 24 tức là vun lượng là gì? Vun lượng là đây. Đấy, to nhỏ hóa nhá. Đây. Cái này em khóa mic rồi, tức là vun 24. Khóa rồi. Thì khi người lạ người ta người chạy tần số nó sách việc ra. Đấy, tức là vun lượng nó là 24. Cái vun micro còn tần số khác nhá. Đây tần số này. Đây là gây gọi là tần số. Còn vun là thiện vun lượng 24. Thế còn về con đẩy thì em đang ghép kênh 3, kênh 4 này. Kênh 3, kênh 4 là đánh cho hai quả loạt PV. Đấy, PV này. Đấy, còn kênh 1 tại sao em phải cắm súp. Cắm súp thì này bác điều chỉnh theo nhu cầu của mình, to nhỏ này mình sẽ nghe. Và kênh 2 này là kênh 2 ấy, là cái nhiệm vụ là đánh một cái đôi loa gì đó là thủy bác nhá. Một đôi thủy bác. Đấy. Còn đánh dấu đây. Đấy, em để khoảng 4 decibel nhá. Cái này là khoảng 4 dB. Đánh dấu rồi nhá. Đấy, đánh dấu này. Đây. Thế lâu lệch thì nếu vận chuyển lệch thì bác phải vận đúng cái dấu chưa. Đấy, dấu này. Dấu đấy, tức là vận lên nó có 4 decibel, 4 dB. Đấy, còn này tùy sau như này vận như này. Đấy, gọi 4 dB. Đấy, em để hai kênh đánh full 9 là 4 dB này. Đấy, kênh số 3 sinh 4 nhá. Còn cái này là bề bác vận sau. Đấy. Còn cái vang này thì bác nhớ này. Em xét là bác có 3 chế độ này. Đây, M1 này. M1 nhá. Thì tiếng mic là nó đập động một tí. Đấy. M2 thì bác muốn là nếu mỏng ấy thì bác ấn M2 này. M2 ấn đi, chuyển M2 luôn này. M3 để bác nghe nhạc. Đấy, em để cho bát nó dày một tí nhá. Đấy, còn nó có điều khiển đó, chứ điều khiển. Còn to nhỏ là music này. Cái to nhỏ nhạc là music này. Cứ bật tắt là 5, phải động là 5. Đấy là 5. Bát to nhỏ là do bật music này. Còn là cái nhại này. Cái nhại này 43 bác nhá. Bác thích nhạc tăng dại thì do bác. Em để cũng thế 50. Nhại đấy. Còn cái mic này, khởi động là 20. Nếu mà to quá thì bác giảm cho em. Đấy, còn nếu mà 20 cho đổi bác, em để 24 thôi. Hết cỡ tăng em không chế 24 nhá. 24 mic này. Đây là to nhỏ mic này. Đây kỹ thuật này. Đây là nhại này. Đây là nhạc quá nhá. Đấy, còn mic thì khóa rồi tất cả đây. Thế còn về sau cắm như này. Đây cắm thì bác nhớ này. Cái loa này loa 2. Hai chương trình này. Cái này là cắm đây nó sẽ ra riêng tép. Cắm riêng mát bác cắm này cho em này. Phun răn nhá. À lỗ này này. Phun răn. Đấy. Nhớ nhá, cắm đây mới được nhá, tôi cắm 2 đây. Bên này cũng vậy. Cắm vào phun răn bác nhá. Phun răn. Ok. Đây. Đấy, sau này bác nhớ là sao anh súp đây. Kênh 1 anh súp này. Kênh 2 center này. Đấy, còn kênh này em cắm sát hết dây rồi. Về bác sau bác chỉ việc chơi thôi. Đấy. Chỉ việc chơi thôi. Đấy, tất cả mình chơi cắm đây ghim dây là chạy thôi. Thì em để cho cái dây quang ở đây. Dây quang này. Đấy, bác nghe nhá, dây quang. Mic chạy hết tất cả rồi. Hát thì gập xuống này. Rồi gắm điện lên kia vào cho em. Đấy, điện này. Điện đây. Đấy, dây nguồn này. Dây nguồn này, dây nguồn nó kiểu rất kiểu giống như kiểu như là sang châu Âu ấy. Châu Âu. Đấy. Thế đây hướng dẫn bác cố gắng nghiên cứu em nhé, nó rất dễ thôi. Bây giờ là có biết thì có hát cao bên ra. Đừng đã học ấy. L67 có hát cao bên ra nhé.